chào quý khán giả và bà con ngư dân. Từ hôm nay đến khoảng 2-3 ngày tới, gió ở vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa vẫn giữ hướng Nam đến Tây Nam và hoạt động với cường độ trung bình cấp 4, cấp 5. Hầu khắp các vùng biển trời ít mưa, ngày có nắng và tầm nhìn xa thông thoáng, nên các hoạt động hàng hải cũng như việc khai thác hải sản của bà con ngư dân vẫn có thể diễn ra bình thường. Vùng biển phía đông, phía tây của Nam Bộ và ngoài khơi xa, khu vực Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4 đến cấp 5. Lưu ý về chiều tối, trời chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, khu vực biển vịnh Bắc Bộ cũng như trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ. Trong đêm nay và ngày mai, gió vẫn thịnh hành theo hướng Nam, có cường độ khoảng cấp 4 đến cấp 5. Hôm nay và ngày mai, khu vực này trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng, nhưng sang ngày 14 xuất hiện mưa dông rải rác, khiến tầm nhìn xa giảm đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh, gây mất an toàn cho tàu thuyền trên khu vực. Vùng biển khu vực miền Trung, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đến huyện đảo Lý Sơn, thời tiết khá ổn định. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió vẫn thịnh hành theo hướng Nam đến Tây Nam và hoạt động với cường độ phổ biến ở mức cấp 4, sóng biển cao dưới 2 mét, biển êm. Tại đây trời ít mưa, ngày có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, nên nhìn chung, thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động hàng hải, cũng như việc khai thác hải sản của bà con ngư dân. Xuống đến vùng biển phía đông của Nam Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra đến Côn Đảo. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió khu vực này có hướng Tây Nam với cường độ phổ biến ở mức cấp 4 đến cấp 5, sóng biển có lúc cao trên 2 mét. Ban ngày trời có nắng nhưng về chiều và tối khả năng có mưa rào rải rác, khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông, bà con cần đề phòng khả năng xảy ra gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến các tàu thuyền. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!